Nói như thế nào nhỉ? Cũng rất là lâu rồi mà Vũ Ngọc Anh quay trở lại với điện ảnh. Vì sau một quãng thời gian mà Vũ Ngọc Anh thật sự là đã bỏ hẳn nghệ thuật để kinh doanh, nhưng có lẽ là do cái duyên nó chưa hết và cái sự đam mê của mình còn quá nhiều đối với nghệ thuật. Nên là Ngọc Anh cũng không nghĩ rằng là năm nay Ngọc Anh sẽ đóng phim đâu. Nhưng mà tuy nhiên lại có vô tình được lựa chọn vào cái phim Ngày Xưa Dễ. Và lúc đầu thì Ngọc Anh cũng hơi suy nghĩ, bởi vì là như mọi người thấy đấy, phim đấy thì Ngọc Anh thoại rất là ít. Cái nhân vật nó khác hoàn toàn so với Quyên, so với Tuệ, so với những cái nhân vật mà Ngọc Anh đóng trước kia, thì thường nó thiên hướng là một cái bộ phim drama. Còn phim này thì Ngọc Anh quyết định bởi vì là nó giúp Ngọc Anh có thể được thể hiện một cái con người mà có lẽ là từ trước đến nay mọi người chưa hề biết tới Vũ Ngọc Anh, cũng chưa hề biết tới khả năng của Vũ Ngọc Anh có thể hành động được, đánh võ được như thế. Thì rất là nhiều người thắc mắc là tại sao mà Vũ Ngọc Anh lại chọn cái vai Kim, bởi vì nó quá ít lời thoại và đất diễn cũng không nhiều. Nhưng mà đối với Ngọc Anh rằng là có thể nó không nhiều nhưng mà nó đủ và nó đúng với cái mà cái định hướng hình ảnh về mà mình đang hướng tới. Thật ra là cũng may mắn cho Vũ Ngọc Anh, bởi vì là trước khi mà tham gia cái phim Ngày Xưa Dễ thì Ngọc Anh có tham gia một cái chương trình truyền hình TV show về võ thuật, cũng là về boxing. Thì may mắn thay là Ngọc Anh đã có cái thể lực tốt rồi, và cũng mình cũng đã được rèn luyện võ. Tuy nhiên là nó khác, nó hoàn toàn khác với võ điện ảnh, bởi vì cái kia thì nó là thực chiến và nó là chỉ đấm thôi. Còn cái này là mình dùng cả cơ thể, cả đá, cả đấm nữa. Nhưng mà ít ra là cái sự mà như nào nhỉ, bắt bài của mình nó cũng nhanh hơn. Và cái thể lực của mình có để cho mình đảm bảo được cái tiến độ quay cũng như là các bài võ. Thì cái sự khó khăn duy nhất của Ngọc Anh là Ngọc Anh không có nhiều thời gian như mọi người. Bởi vì chắc có lẽ Ngọc Anh chỉ có khoảng tầm hơn 2 tuần một chút, gần 3 tuần để tập luyện tất cả những cái bài võ đấy. Và Ngọc Anh đã phải kiểu như là lúc đó Ngọc Anh phải xin xin đạo diễn hành động và xin bên sản xuất phim Ngày Siêu Dễ rằng là em muốn tập thêm, và Ngọc Anh dành ngày nào Ngọc Anh cũng tập. Chắc không chỉ là gia đình hay là bạn trai Ngọc Anh đâu mà tất cả những bạn bè, và Ngọc Anh cũng cảm thấy rất là vui vì sau khi khán giả xem xong thì mọi người ra có một người bạn ra hỏi Ngọc Anh là ồ chị cứ sợ em bị gãy mũi. Bởi vì có cái cảnh mà mình đập phát xuống dưới đất xong rồi mình ngẩng lên là mũi mũi máu me be bét rồi, mọi người thấy rằng là một mình con gái mà đánh với bốn người thì kiểu như là ba bốn người bốn trận như thế thì kiểu như là sao có sức để đánh này kia. Thì Ngọc Anh cảm thấy rất là vui bởi vì là mọi người cảm thấy đó là một trận đánh thật chứ không chỉ rằng là mình diễn nữa rồi. Và mọi người như nào nhỉ, mọi người khá hài lòng về cái phút bừng sáng cuối phim đó của Vũ Ngọc Anh. Với Ngọc Anh thì hầu như là đây là lần đầu tiên mà Ngọc Anh được kết hợp cũng như là làm việc cùng với một ekip cũng như là những người anh người chị mà rất chi là có kinh nghiệm trong cái việc diễn xuất. Và là một cái điều đặc biệt nữa là những người anh người chị là rất là tốt trong cái mảng hài. Thì nói như thế nào nhỉ, nói chung là Ngọc Anh ai Ngọc Anh cũng ấn tượng hết, nhưng đặc biệt thì là có chị Thu Trang và anh Kiều Minh Tuấn. Thật sự là mỗi lần mà Ngọc đóng chung với chị Thu Trang hay là diễn chung với anh Kiều Minh Tuấn là Ngọc không thể nhịn nổi cười, đôi khi mình còn bị khớp luôn á, bởi vì mình thì mình không được cười rồi, mình không được diễn cái mảng hài, mình chỉ lúc nào cũng mặt nghiêm túc hoặc là lạnh lùng, nhưng mà mọi người quá hài hước, mọi người quá hài hước và duyên dáng là mình kiểu lắm lúc mình gồng luôn ấy. Nhưng mà mình càng gồng thì ekip và DOP bên ngoài cứ hí 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 hí. Anh thề là anh không thể nhịn nổi cười, anh chỉ mong là ủa cắt đi cắt đi cắt đi cắt cái là mình kiểu cười cười không không ngậm nổi mồm luôn.
Thì tại vì là nó cũng không cần thiết lắm ấy, để cho vào trong phim một cái câu chuyện rằng là cô này xuất thân như thế nào, nhưng thực chất là bản chất trong kịch bản thì là có để cho nhân vật cho diễn viên hiểu là trong cái nhân vật này là Kim là một cái người mà mồ côi và được ông Hoàng là cưu mang rồi nuôi nấng, thì đối với Kim là ông Hoàng như là một cái người cha, người anh, người thầy, nên là cái việc mà một lòng trung thành với ông Hoàng là chuyện đương nhiên. Thật ra là Ngọc Anh không hề nghĩ tới điều đấy cho tới bây giờ, thì cũng được rất là nhiều người thắc mắc và hỏi Ngọc Anh cái vấn đề đấy. Thật ra là đối với Ngọc Anh ấy thì đúng là trước kia mình cũng có suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì là Ngọc Anh Chân Ướt Xiên Giáo trở thành một diễn viên mà mình không hề kiểu như là được học bài bản và một phát là vào vai chính luôn. Nên là khi mà sau phim Quyên ấy, cái sự mà chọn lựa phim của mình nó cũng bị khắt khe quá. Đến mức mà mình cảm giác như là những cái cơ hội mình tự đóng lại đối với mình, và bản thân mình cũng cần trau dồi thêm những cái kỹ năng nữa, bởi vì là dù gì mình cũng là một cái người mà bán chuyên. Có thể Quyên là một cái cơ hội may mắn dành đến với mình, nhưng mà may mắn thì nó không có nhiều, và sau đấy mình phải tạo ra nữa. Đối với Ngọc Anh, đây nó không phải là một cái bước lùi mà nó là một cái bước mới, tại vì cái vai diễn này nó khác hoàn toàn. Ví dụ như là nếu như trước kia 2 năm Ngọc Anh đóng một bộ phim thì đây sẽ là một cái bước lùi, nhưng mà sau cái lần quay trở lại với nghệ thuật này này thì Ngọc Anh sẽ không 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 đối xử với nghệ thuật như thế nữa, không đối xử với nghệ thuật như chỉ là một cái sự đam mê hay chỉ là một cái cuộc dạo chơi nữa, mà đây là một cái công việc, một cái sự nghiệp mà mình thật sự là mình trân trọng nó, mà mình phải gây dựng nó, bởi vì là mình đang làm tốt mà, tại sao mình không làm cái việc đó mà mình cứ đi tìm kiếm hoặc là thử thách mình bởi những cái công việc mà đôi khi nó không làm cho mình cảm thấy hạnh phúc thật sự. Nên là nếu như mà Ngọc Anh chỉ dừng lại đây và vài năm sau nữa Ngọc Anh tiếp tục Ngọc Anh đóng phim thì chắc chắn đây sẽ là một cái bước lùi, nhưng nếu như mà từ bây giờ Ngọc Anh dùng cái đà này để lấn sang một cái mảng là hình ảnh đả nữ thì Ngọc Anh tin chắc đây sẽ không phải bước lùi, đây sẽ là một cái cơ hội. Ngọc Anh coi đây là một cái cơ hội để Ngọc Anh được đến gần hơn với những người làm phim, với những người anh, người chị, những tiền bối, những đạo diễn làm phim, rằng là cũng Ngọc Anh còn có một cái khả năng nữa, ngoài trừ diễn drama thì hành động thì cô ấy vẫn có thể đảm đương được. Và Ngọc Anh tin chắc rằng với cái khả năng của mình bây giờ, bởi vì hiện tại bây giờ thì sau bộ phim Ngọc Anh vẫn duy trì cái việc tập luyện võ hành động, bởi vì thứ nhất là Ngọc Anh yêu thích và thứ hai Ngọc Anh coi đấy như là một cái bộ môn thể thao. Nên là mình vẫn duy trì tập luyện bình thường, và Ngọc Anh muốn nâng cao cái kỹ năng diễn võ hành động của mình nhiều hơn để mình hạn chế cái việc mình phải sử dụng cascader, để đạo diễn có thể lấy được nhiều cảnh quay của mình hơn, cũng như là khi mà mình đã có những kỹ năng tốt rồi đến khi ra set ấy, tại vì ra set thì có thể dựng bài như thế nhưng nó sẽ thay đổi đến đôi khi 70-80%, thì cái sự linh hoạt của mình nó sẽ được nhanh hơn. Thường ra set là như thế đấy, đôi khi thêm thắt động tác hoặc là thay đổi động tác. Thì Ngọc Anh tin chắc rằng là với cái khả năng của mình bây giờ thì sẽ đáp ứng được những cái yêu cầu khó của những đạo diễn hành động. Tại vì Ngọc nữ không được. Ngọc không phải không được mà Ngọc nữ chưa được. Thì maybe là đả nữ phù hợp hơn với Vũ Ngọc Anh. Với cả là như nào nhỉ? Nếu như mình được cả hai thì tốt hơn. Thứ nhất là Ngọc Anh có thể lực, thứ hai là mình có hình thể, và thứ ba là mình chăm chỉ tập luyện. Tại vì thật ra ấy, đả nữ thì nó sẽ yêu cầu cái người diễn viên đấy, ngoài trừ việc diễn xuất ra thì họ còn phải có cái khả năng để mà đánh những cái cảnh hành động nữa. Và nếu như mà cái người đó càng có nhiều kỹ năng thì họ sẽ càng lấy được hình ảnh nhiều hơn, còn không là cắt hoài luôn á. Cắt tới nỗi mà không thấy động tác của mình luôn, mà kiểu người xem người ta cảm giác là nó không đã, nó không đúng, nó không tới, thì đâu được gọi là đả nữ đâu. Đả nữ là mình phải đánh thật.
nếu với cả phải phải liều ấy, phải có máu nữa, tại vì chắc chắn là sẽ bị chấn thương, không thể tránh khỏi cái việc mà chật chân hay là sưng. Ôi có lắm hôm mà Ngọc Anh kiểu tập xong ấy, kiểu mình trẹo chân một cái mà đau mất mấy hôm thì mình phải kiểu quên đi, quên cái sự đau đớn đấy đi, tập luyện tiếp. Hoặc có lắm hôm mà nói thật là Ngọc Anh tập tới nỗi mà đến sáng ngày hôm sau dậy cảm giác như người mình nó bị dính vào giường, cả người nó ê ẩm như kiểu đúng hôm qua bị đánh luôn ấy. Thì tại vì là Ngọc Anh đã quen cái cảm giác đấy rồi nên là mình cũng không không cảm thấy như là nó quá khó. Nhưng với một cái người mà họ ít khi vận động thì đối với họ cái đấy là cả một cái sự mà khó khăn đấy. Đương nhiên là có rồi, chị Vân là một cái hình tượng và hình mẫu, một đàn chị, một tiền bối mà Ngọc Anh rất là yêu thích. Bởi vì là cái sự mạnh mẽ của chị ý và cái giỏi của chị ý thì không thể ai có thể mà không nhìn ra được rồi. Thì đây là cái cơ hội để mà Ngọc Anh được đến gần hơn, ngoài trừ chị Ngô Thanh Vân ra thì còn với những cái đạo diễn khác nữa. Thì Ngọc Anh rất là mong muốn, rất là hy vọng một cái dịp nào đó hoặc một cơ hội nào đấy có thể hợp tác được với mọi người. Chắc chắn rồi. Thường thì là nghệ sĩ thì cái việc mà có ngoại hình và có cái vẻ đẹp nó chiếm tới cũng tương đối nhiều cái phần trăm, 50-60%. Hoặc là mình được ưa nhìn thì nó đã tốt rồi. Thì đương nhiên chuyện đấy là chuyện chuyện mà mình nên, đấy là lý do vì sao mà Ngọc Anh cũng muốn là tập thể dục, bởi vì là mình duy trì cái việc tập luyện ấy nó sẽ trẻ lâu hơn rất là nhiều. Nó cũng xem và nó còn có khi nó còn cao hơn, tại vì nó biến động giá trị đồng tiền theo năm tháng thì chắc chắn là nó về hơn trước rồi, nhưng mà ý là nếu mà so với cái tiền tệ thì nó cũng ngang ngửa. Thì đấy, như mình chia sẻ lúc đầu ấy, là đã có một thời gian mà Vũ Ngọc Anh bỏ hẳn nghệ thuật để làm kinh doanh. Chẳng biết nữa, tại vì lúc đấy thật ra bây giờ cũng là cái cơ hội để chia sẻ thẳng thắn với mọi người là thật ra trước giờ ấy, cái nghề chính của Vũ Anh không phải là nghệ thuật mà là kinh doanh. Đôi khi đã có lúc mà anh làm như kiểu văn phòng ấy, nhân viên văn phòng nhìn mình như này, nhưng mà đã có lúc mình là nhân viên văn phòng. Thì tại vì là gia đình cũng như là định hướng từ nhỏ của gia đình đối với Vũ Anh là như thế, thì mình kiểu cảm giác như là nghệ thuật nó là một cái cuộc dạo chơi và mình cảm thấy nó không an toàn, nó không kiếm, không có kiểu như là đảm bảo cho cuộc sống tương lai. Rồi đến một thời điểm cái độ tuổi tự dưng trong đầu mình suy nghĩ, ồ bây giờ mình sắp phải thế này thế kia rồi thì chắc là mình nên ổn định hơn. Và với cả con đường kia đối với Ngọc Anh thì nói chung là nó cũng thuận lợi lắm, nên là cũng là mình bị suy nghĩ, cũng là mình bị so sánh. Đã có thời điểm mà anh không biết phải chọn lựa sao, bởi vì mình đam mê nghệ thuật quá, mình không biết phải làm thế nào. Nhưng mà con đường kia thì nó quá rộng mở, nó quá tốt, nó phát triển tốt mà mình bỏ đi thì phí. Và Ngọc Anh đã một thời gian Ngọc Anh bỏ rồi, sau đấy thì khi Ngọc Anh lấy được những cái kinh nghiệm, cũng như là Ngọc Anh không biết đâu, có lắm lúc cái con đường của mình ấy nó đến một thời điểm mà nó có thể gộp hai cái sự lựa chọn vào. Thì bây giờ thì Ngọc Anh đã có thể kết hợp được giữa công việc nghệ thuật và công việc business của mình, để cho mình một cái hướng đi nó tốt đẹp nhất. Ồ, lúc đầu là vì tham gia chương trình The Champion, lúc đầu là bị dụ. Được anh Cường Seven là bạn trai Vũ Ngọc Anh, là kiểu anh cũng tham gia chương trình đấy. Thì kiểu như là lúc đó đang dịch ấy, nên là cũng muốn là sức khỏe của mình kiểu ở nhà nó ì quá, rồi tăng cân quá, rồi kiểu như là mình cảm giác như em ví dụ bây giờ mình không tập một cái gì đấy thì mình sẽ xấu đi rất là xấu. Thì anh Cường tham gia chương trình đấy rồi rủ Ngọc Anh tham gia luôn. Thế là Ngọc Anh với anh Cường Seven đi tập thì cảm thấy rằng là cái bộ môn này nó đưa lại cho mình một cái sức khỏe quá tốt. Trong vòng một tháng thôi mà kiểu như là mỡ của Ngọc Anh đốt được hết, và kiểu như cơ thể mình nó siết nhanh khủng khiếp luôn ấy, mà nó toàn bộ cơ thể và cái năng lượng ấy, cảm giác như ấy được đấm ấy, được đấm ra, và cái sự năng lượng tiêu cực nó được kiểu như đẩy hết ra thì nó chỉ còn là năng lượng tích cực thôi. Lúc nào con người mình nó cũng vui vẻ, nó cũng tràn đầy năng lượng, mà mình cảm thấy là nó thay đổi cho mình cả những cái tư duy suy nghĩ.
người ta cứ nghĩ rằng là học võ thì là sẽ kiểu như là hùng hổ, không có đâu. Những cái người học võ như Ngọc, anh tiếp xúc hay là ngay cả bản thân Vũ Anh đi, mình đằm tính đi rất là nhiều, mình suy nghĩ cái gì nó cũng cẩn thận từng bước và cái sự mà quyết định của mình nó rất là chính xác. Thì đấy là những cái mà Ngọc Anh cảm nhận được từ boxing. Mỗi lần mà Ngọc Anh mệt mỏi nha, Ngọc Anh chỉ cần đến phòng tập thôi, tập một buổi thôi là cảm thấy là mọi cái kiểu như là sự khó chịu và mọi cái những cái quyết định đúng đắn nó sẽ đến từ lúc đấy. Nói thật là những cái người mà họ đã muốn tập võ hay là họ phải xác định như Ngọc Anh nói, họ phải có một cái máu một chút xíu là không sợ bị đau, không sợ bị chấn thương thì mình mới làm được. Cũng giống như là đánh hành động ấy, mà sợ bị gãy mũi, gãy tay, gãy chân thì chắc chắn là khó lắm. Về anh Cường 7 à? Về người đàn ông đó, chàng trai đó đi. Nghe cái người đàn ông cảm giác nó kiểu hơi già. Thôi để chàng trai cho bạn ấy trẻ đi một chút xíu. Thì về chàng trai đó, đối với Vũ Anh là một cái người, một người bạn, một người đồng hành với mình mà có lẽ là khá là hợp. nghe kiểu không giống người yêu chút nào. đùa mọi người thôi, chứ thật sự là anh Cường với Ngọc Anh, Ngọc Anh cũng không biết nữa. Nói chung là một phần Ngọc Anh nghĩ cũng là một cái sự duyên ấy. Tại vì là hai cái con người mà đối thật, nói thật là khi mà ngay cả bản thân Ngọc Anh hay anh Cường mới gặp nhau ấy thì không bao giờ nghĩ là sẽ hợp với nhau. Nhưng mà không ngờ rằng là từ cái cách yêu, cách sống, mọi thứ thì lại rất là hợp. Cái cách yêu giống nhau, rồi cách sống, rồi kiểu chia sẻ sự quan tâm. Ngọc Anh thật sự là cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh người đàn ông đó. Cái này thì thật ra là cũng có suy nghĩ tới, nhưng mà chưa phải bây giờ. Trong thời gian ngắn, trong một khoảng thời gian sắp tới, còn tới đâu thì cũng chưa thể nói chắc được ấy. Không, nói chung là bố mẹ Ngọc Anh thì rất là hiểu con gái, cũng rất là hỗ trợ bố Ngọc Anh. Và nói chung là Ngọc Anh cũng thấy là mình cũng đâu có gì để cho mọi người phải kiểu như là phàn nàn. Còn về bạn trai thì rất là nhiều người hỏi anh Cường luôn ấy, tại vì mọi người luôn nghĩ rằng là anh Cường khá là gia trưởng rồi thì sẽ hợp với những cái gu mà kiểu nhẹ nhàng, nhưng mà đâu có đâu nhỉ. Anh thấy anh ấy thích những cái kiểu phụ nữ kiểu cá tính, có chút sexy mà. Bây giờ chẳng lẽ mình nói là ông ấy ghen nhiều hơn vì đang phỏng vấn mình mà. Thì nó cũng hơi kỳ. Thật ra là ghen bằng nhau đấy. Ừ, ghen mà không kiểu ghen quá đâu, kiểu thỉnh thoảng thì có đá đều nhau vài câu thôi, kiểu thế này thế nọ kia, chứ ai mà đi ghen giờ này nữa, chết. giải quyết mâu thuẫn á là không nói gì với nhau, tức quá thì sẽ không nói gì với nhau nữa, và sẽ tự suy nghĩ và rồi chọn cái thời điểm thích hợp để nói chuyện với nhau. Nhưng mà thời điểm cũng gần thôi, ví dụ như ngày hôm trước, ngày hôm sau, hay là buổi chiều, buổi tối thôi, chứ nếu mà kiểu 2-3 ngày, 4-5 ngày là không có được, chịu không nổi. Chẳng lẽ mình lại bảo là ông ấy tại đang phỏng vấn mình mà. Thật ra là phụ thuộc vào là lỗi của ai. Nếu mà lỗi của mình thì mình sẽ làm lành trước, còn nếu mà lỗi của người ta thì đương nhiên là người ta phải làm lành trước rồi. Giữ lửa à? Như nào nhỉ, công nhận đấy, cũng khá là lâu rồi đấy, và Ngọc Anh cũng không nghĩ là lâu đến mức như thế luôn. Nhưng mà để mà giữ lửa thì cũng phải tự tạo hấp dẫn cho đối phương đấy. Lúc nào mình cũng nghĩ rằng là mình, nhất là Ngọc Anh không biết đàn ông như nào đâu nha, tại vì phụ nữ, cách yêu của phụ nữ khác với cách yêu đàn ông lắm. Đàn ông họ là họ có cái sự thói quen, họ cứ lặp đi lặp lại, và nó như kiểu là cơm ấy. Cơm thì như kiểu là món không thể thiếu, có thể phở viếc bún ở ngoài đường nhưng mà vẫn về ăn cơm. Ở phụ nữ mình là khác, nên là Ngọc Anh có một chút những cái mà góp ý thôi, đấy là theo kinh nghiệm của bản thân thôi. Ví dụ như là
phụ nữ mình khi mà mình yêu lâu thì mình cũng vẫn nên yêu bản thân của mình và nên chăm chút cho bản thân của mình. Tại vì đàn ông ấy, họ hay, người ta nói là đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Nên là mình sẽ phải đẹp trước cái đã, mình phải luôn hấp dẫn, luôn mới mẻ. Thì Ngọc Anh nghĩ đấy là cái bí quyết mà để giữ chân cái người đàn ông của mình. Nhưng phụ nữ lại bị một cái như này này, khi mà yêu ai rồi ấy là hay kiểu như là cứ một lòng một dạ. Ý là không phải không một lòng một dạ, ý là cứ kiểu đôi khi bị xuề xòa, đôi khi kiểu ờ người đó là của mình rồi hay hay ấy rồi là quên mất là mới mình. Mà cái sự đấy là cái sự mà làm cho đàn ông chán đó nha. Cái sự mà phụ nữ mình không biết làm mới mình là sẽ làm cho đàn ông chán. Chết, sắp tới chắc mình đi tư vấn tâm lý tình yêu. Chụp cho chị mấy cái behind the scene nha mình. Một phần là do định hướng của gia đình từ nhỏ. Cái thứ hai là thật ra là Ngọc Anh cũng thích nữa. Tại vì là mình cũng học bài bản ra rồi cũng ảnh hưởng tới cái tư duy đầu óc kinh doanh, và mình mảng đấy cũng là một trong những mảng mà mình rất là thích. Nên là kiểu như là giống như kiểu dân đầu tư thì mình cũng không thể nào mà mình bỏ qua cơ hội được kiểu thế. Chị có chơi chứng khoán không ạ? Mình lại không làm về mảng chứng khoán, mình làm về mảng về đất. Về ồn ào. Về những ồn ào gần đây hả? Gần đây thì Ngọc Anh cũng có thấy một số những cái ồn ào. Nói chung là Ngọc Anh cũng sẽ không dám, ý là không phải không dám mà Ngọc Anh cũng sẽ không không đưa ra một cái ý kiến gì cụ thể đâu. Bởi vì là mỗi người có một cuộc sống và mỗi người có sự lựa chọn. Và đôi khi trong một cái hoàn cảnh nào đó, trong một cái tình huống nào đấy, họ và trong cái cuộc đời của họ, họ đến với họ những cái điều như thế. Và nó có lắm cái nó còn liên quan tới cái cảm xúc, cái tình cảm nữa. Cái đấy nó khó nói lắm. Nói chung mình cũng khó để mà có thể nhận xét được người ta. Bây giờ mình chỉ làm sao để mình tập trung vào cuộc sống của mình. Thật sự là xong một cái thời gian mà bệnh dịch vừa xong đi, thì có những cái điều mà Ngọc Anh nhận ra và Ngọc Anh thấy nó là cái điều mà rất là tốt để nó dẫn dắt cho những cái hành động của mình sau này. Thứ nhất là mình có làm gì thì làm, mình phải vui trước đã. Mình phải vui và hạnh phúc trước đã. Vì khi mà mình vui và mình hạnh phúc thì mình mới có thể lan tỏa được cái điều đấy, và mình mới có thể làm cho những người xung quanh của mình họ cũng cảm thấy cái điều đấy. Cái thứ hai, mình phải khỏe. Sức khỏe bây giờ đối với Ngọc Anh cực kỳ quan trọng luôn. Bởi vì nếu không có sức khỏe thì thật ra là trông mình cũng sẽ xấu đi. Trong tinh thần của mình nó cũng sẽ, cái năng lượng của mình truyền cho cái người đối phương họ cũng sẽ cảm nhận được. Đấy là hai cái điều mà Ngọc Anh nhận ra sau ba đợt dịch. Thì mình cũng không có cái gì không hài lòng, không hạnh phúc ấy. Hồi xưa ấy thì có những cái mà mình cũng có thời điểm mà mình có những cái sự bất mãn nhất định. Thì vì có những cái lúc mà những cái điều không có hay, hoặc là những cái điều bế tắc nó đến với cuộc đời mình, nó chuyện đương nhiên. Nhưng mà có lẽ là cái thời điểm bây giờ thì Ngọc Anh đã thông suốt được rất là nhiều cái, nhìn ra được cái con đường công việc, sự nghiệp. Rồi thì chuyện tình cảm trộm vía cũng bình yên. Nên là mọi thứ đối với mình bây giờ mình cảm thấy cứ thế mà xông lên thôi. Dạ. Dự án sắp tới của chị là gì ạ? Hiện tại bây giờ thì Ngọc Anh đang tham gia một cái bộ phim truyền hình. Sắp tới thì Ngọc Anh sẽ bật mí cho mọi người, và chắc sắp tới mọi người cũng sẽ nhìn thấy thôi. Và tiếp nữa là Ngọc Anh tham gia sàn đấu vũ đạo, một cái chương trình về nhảy. Và mình không biết nữa, như kiểu là thời gian này mình đang được sống lại. được làm lại. Sẽ có những người sẽ nhận xét là tại sao bây giờ với tham gia, hay tại sao bây giờ với làm những điều như thế. Nhưng mà thôi, mọi người đừng hỏi tại sao nữa, mà mọi người hãy nhìn, hãy xem cái mà Ngọc Anh chưa bao giờ thể hiện cho mọi người. Thì bây giờ vì là Ngọc Anh muốn thể hiện cho mọi người, nên là mọi cái cơ hội bây giờ để mà được đến gần hơn với khán giả, được thể hiện cho mọi người thấy, nhìn rõ hơn về Vũ Ngọc Anh, thì Ngọc Anh sẽ nắm bắt cơ hội đấy. Thật ra là nói trước thì bước hôm qua, cái này hãy cho Ngọc Anh xin giữ bí mật một chút xíu đi.
Rồi Ngọc Anh nghĩ là sẽ có thời điểm là mọi người sẽ nhìn thấy những cái sản phẩm cũng như là những cái kế hoạch mà trong năm nay và năm sau mà Vũ Ngọc Anh đưa tới cho khán giả. Dạ, em cảm ơn chị.